Mua bán xe cũ, xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Với chiếc xe em đang cập nhật và mang tới cho anh chị và các bạn thông tin là một chiếc xe Toyota Camry bản 2.5Q, sản xuất năm 2014, full đầy đủ tính năng option nhất trong phiên bản của nhà Camry. Xe đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và chủ xe đi từ đầu lên các chi tiết của chiếc xe nó vẫn còn giữ được độ hoàn hảo cao. Có hỗ trợ ngân hàng cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu. Cam kết là 100% máy không bị đâm đụng hay ngập nước. Bao check test mọi nơi trên toàn quốc cho anh chị và các bạn. Bảo hành tất cả đều thể hiện rõ trên văn bản hợp đồng giấy tờ khi mua xe. Và đây là những đường nét sơn si và những cái phần hệ thống, những phần lẹp mạ, tay nắm cửa, các chi tiết của chiếc xe nó vẫn rất đẹp và hoàn hảo. Anh chị và các bạn đang có nhu cầu trải nghiệm, em mời anh chị và có thể qua trực tiếp cửa hàng Dương Vĩnh Auto số 18 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội để mình có thể trải nghiệm đầy đủ thực tế chiếc xe em đang giới thiệu cho anh chị và các bạn ngay lúc này. Với bản 2.5 thì là bản cao cấp rồi. Ngoài ra thì nó sẽ còn một phiên bản khối động cơ máy 2.0 để anh chị và các bạn có thể lựa chọn theo cái nhu cầu sử dụng cũng như là cái khả năng của mình. Những phần lốp sơ cua của chiếc xe thì vẫn còn đầy đủ, đồ nghề kích lốp, tất cả các chi tiết vẫn còn. Lốp sơ cua thì đã hạ rồi. Không gian chứa đồ của chiếc xe nó cũng rất là rộng rãi anh chị ạ. Keo chỉ, đinh tán, những cái phần chi tiết để các bạn có thể đánh giá qua là xe có bị đâm va về phần đuôi hay không. Anh chị bạn có thể nhìn các chi tiết đây. Đấy, những đường nét chi tiết em luôn công khai rõ ràng, minh bạch cho anh chị và các bạn. Còn mua bán thì nó cũng còn tùy theo duyên mỗi người, cũng như là cái sự quan tâm của anh chị và các bạn. Và bây giờ thì em sẽ mời anh chị và các bạn cùng ngắm qua về không gian ghế ngồi ở hàng ghế thứ hai. Với một cái không gian ngồi rộng rãi, thoải mái cho 3 người ngồi. Thì ta sẽ quan tâm về chất lượng của chiếc xe ở phần cánh cửa đầu tiên đã, là những phần keo chỉ. Sau đó là những cái phần táp ly, phím bấm chức năng của chiếc xe nó còn được đẹp hay không. Anh chị và các bạn hãy cùng em theo dõi đây. Xe thì cũng có bác chủ cũng lên một số đồ chơi và tiện nghi rồi. Những tiện ích của chiếc xe mang lại như là hệ thống rèm hai bên cánh cửa và những cái phần thảm trải sàn, dàn kính đã được trang bị. Hệ thống ghế ngồi của chiếc xe trang bị ghế da màu đen với bệ tỳ tay trung tâm chính giữa với tích hợp các phím điều chỉnh chức năng giúp anh chị và các bạn có thể điều chỉnh ở phía sau, mang lại cái sự thoải mái cho người ngồi về hệ thống ghế chỉnh điện, chỉnh điều hòa, rồi âm thanh, cửa gió điều hòa trung tâm. Tất cả các tiện nghi của chiếc xe mang lại cho anh chị và các bạn cái cảm giác lái tốt nhất, bền, lành, giữ giá. Đấy là trong những cái gì chiếc xe mang lại. Hệ thống cánh cửa của chiếc xe với những phần chi tiết này, anh chị bạn có thể ngắm qua xem có thể biết được cánh cửa có bị đâm va hay không. Như hiện trạng em quay thì nó không hề có hiện tượng gì cả. Các phím điều chỉnh lên xuống kính chỉnh gương và có trang bị nhớ ghế hai vị trí. Bậc lên xuống của chiếc xe đây anh chị nhé, với hệ thống ghế ngồi chỉnh điện đa hướng, có bơm hơi lưng. Và những cái chi tiết tem mác vẫn còn đầy đủ này. Những phần ngoàm cửa rồi những phần ốc bản lề, tất cả các chi tiết. Và với những chiếc xe cũ đã qua sử dụng thì anh chị và các bạn lên mang qua hãng hoặc một bên thứ ba mà anh chị và các bạn tin tưởng. Mình check kiểm tra đảm bảo an tâm cho anh chị và các bạn, tránh được những cái rủi ro về xe tai nạn ngập nước. Đơn vị có bảo hành, tất cả đều thể hiện rõ trên văn bản hợp đồng giấy tờ, chứ không nói mồm nên anh chị và các bạn có thể yên tâm. Và bây giờ thì em sẽ mời anh chị và các bạn đi tới cái khối động cơ của chiếc xe này. Với khối động cơ của chiếc xe sử dụng là máy 2.5. Cho anh chị và các bạn cái khả năng vận hành của chiếc xe cũng khá là mượt mà. Và chiếc Toyota Camry bản 2.5Q sản xuất năm 2014 full đầy đủ tính năng, đăng ký biển Hà Nội một chủ từ mới, đi cực kỳ giữ gìn, hiện đang được đơn vị chào bán với mức giá là dưới 540 triệu. Anh chị và các bạn có nhu cầu hãy liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình để em có thể hỗ trợ thông tin và giải đáp những cái thắc mắc của anh chị và các bạn, giúp anh chị và các bạn có thể nắm bắt được thông tin rõ ràng về chiếc xe cũ anh chị và các bạn đang quan tâm. Thông tin thông số của chiếc xe em cũng có cập nhật trên web otosehoi.com. Anh chị và các bạn có thể truy cập tại web để xem những cái thông tin
mà anh chị và các bạn đang cần tìm. Rất cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video tiếp theo của kênh Mua Bán Xe Cũ. Xin chào và hẹn gặp lại.